Chào mừng đến với chuyên mục tiêu điểm tướng của Liên minh huyền thoại với sự góp mặt của Gragas, cá bợm rượu. Gragas là một pháp sư có lối chơi rất độc đáo, với vũ khí chính là một thùng rượu khổng lồ. Trong khi đa số các pháp sư của Liên minh huyền thoại đều là những tướng đánh xa, Gragas lại là một trong số ít những tướng cận chiến có khả năng gây sát thương phép thuật. Hãy bắt đầu với kỹ năng nội tại giờ khuyến mãi. Kỹ năng này phục hồi 2% lượng máu tối đa cho Gragas mỗi khi hắn sử dụng những kỹ năng khác. Theo lý thuyết, Gragas có thể hồi máu liên tục với nội tại của mình. Tuy nhiên, trong thực tế, lượng máu hồi lại là không thực sự đáng kể. Lý do là bởi vị trí pháp sư, chúng ta sẽ không mua nhiều máu cho vị tướng này, nên 2% máu tối đa cũng không phải là nhiều. Lăn thùng rượu, Gragas quẳng cái bình của hắn vào một vị trí, có thể kích hoạt kỹ năng thêm một lần nữa để cái bình phát nổ sớm hơn. Những kẻ địch bị cái bình đục trúng sẽ bị giảm tốc độ đánh. Lăn thùng rượu là kỹ năng chính để dọn dẹp lính và quấy rối đối phương trong giai đoạn trụ đường của Gragas. Vì lý do này, tôi lấy lăn thùng rượu ở cấp 1 và học tối đa ngay khi có thể. Đừng quên rằng, kỹ năng này có tỷ lệ sức mạnh phép thuật cộng thêm lên đến 90%. Kỹ năng thứ hai, say quá hóa cuồng. Gragas nốc rượu trong bình trong 1 giây, hồi năng lượng. Sau khi kết thúc, hắn say túy lúy, được gia tăng sát thương gây ra và giảm sát thương nhận vào. Đây là kỹ năng chính khiến Gragas không bị lép vế trước nhiều đối thủ, mặc dù là tướng cận chiến. Khi học tối đa, say quá hóa cuồng giảm đến 18% sát thương lên vị tướng này. Tôi thường lấy một điểm say quá hóa cuồng ở cấp 2 và học tối đa kỹ năng này ở cấp 18. Lấy thịt đè người, Gragas lao đến vị trí đã chọn và va chạm với kẻ địch đầu tiên hắn đụng phải, gây sát thương lên tất cả kẻ địch xung quanh, rồi làm chậm tốc độ di chuyển của chúng, sát thương chia đều lên số kẻ chúng chiêu. Lấy thịt đè người giúp Gragas trở nên vô cùng linh hoạt với khả năng lao qua những địa hình phức tạp và cũng là một công cụ truy đuổi rất hữu hiệu với khả năng làm chậm. Tôi bắt đầu học kỹ năng này ở cấp 4 và tối đa nó sau khi lăn thùng rượu. Thùng rượu nổ là chiêu cuối của gã bợm rượu. Gragas quẳng cái bình đến vị trí, phát nổ khi tiếp xúc, gây sát thương và đẩy lùi kẻ địch trong vụ nổ. Thùng rượu nổ là một trong những chiêu cuối có khả năng phá tan đội hình đối phương trong Liên minh huyền thoại. Với tỷ lệ sức mạnh phép thuật cộng thêm là 100%, sát thương mà kỹ năng này gây ra cũng tương đối lớn. Đặc biệt là khi Gragas đã có những trang bị cần thiết, tôi học thùng rượu nổ ở cấp 6, 11 và 16. Ở cấp 4, Gragas khéo léo sử dụng lấy thịt đè người để làm chậm Vega, tạo tiền đề cho một cú lăn thùng rượu để rút máu đối phương. Ít giây sau, Gragas tiếp tục tốc biến lên và sử dụng lăn thùng rượu. Lúc này, Vega phải tốc biến để rút lui, xong một thùng rượu chính xác đã kết thúc mạng của phù thủy lùn. Chủ động tấn công Jack thì hắn chỉ có một mình, Gragas bị Vega vòng đường sông để tạo thế góc kìm. Lúc này, Gragas sử dụng thùng rượu nổ lên vị trí gần mình để đẩy Jack và Vega ra xa, tạo điều kiện cho sinh rào hỗ trợ tấn công. Mặc dù đã cố tung hết trường, nhưng với khả năng giảm sát thương từ say quá hóa cuồng, Vega vẫn không thể hạ gục Gragas. Chủ động lao vào với lấy thịt đè người, Gragas đã dụ Vega tung ra kỹ năng làm choáng duy nhất của mình. Giao chiến nhanh chóng nổ ra, và với thùng rượu nổ, Gragas nhanh chóng rút máu 3 thành viên đối phương đang đứng gần nhau. Với lợi thế về lượng máu, Gragas và đồng đội dễ dàng kết thúc lần lượt từng kẻ địch, mang về một cú ace và kẻ trụ giữa. Caitlyn và Lee Sin bị đối phương truy đuổi do quá tham đẩy nhà, khiến Gragas ra tay ứng cứu. Mặc dù không cứu được Lee Sin, nhưng khả năng dồn sát thương bằng lăn thùng rượu và lấy thịt đè người đã khiến Elise phải nhanh chóng nằm lại. Lúc này, Caitlyn chần chừ ở lại, khiến đối phương có cơ hội đuổi theo và cảnh sát trưởng đã phải trả giá. Cuối cùng, chỉ có duy nhất Gragas thoát thân với rất ít máu. Trong khi 21-09 là bảng bổ trợ phổ biến cho các pháp sư, Gragas lại cần một chút chỉ số phòng thủ để khắc phục nhược điểm tay ngắn. Vì lý do này, hãy sử dụng bảng bổ trợ 17-13-0 để đảm bảo chúng ta có một quá trình trụ đường an toàn. Lúc này, Gragas sẽ không có điểm kéo dài hiệu lực các bùa, nhưng vấn đề năng lượng và thời gian hồi chiêu sẽ được xử lý triệt để với các trang bị.
Về ngọc bổ trợ, hãy lấy ngọc đỏ xuyên kháng phép, ngọc vàng hồi năng lượng, ngọc xanh kháng phép và ngọc tím sức mạnh phép thuật. Cuối cùng, tốc biến và thiếu đốt vẫn luôn là bạn tốt của các vị pháp sư. Gragas là một pháp sư khá đặc biệt bởi chúng ta phải cân bằng cả chỉ số tấn công lẫn phòng thủ cho vị tướng này. Với kỹ năng lấy thịt đè người, Gragas phải rút ngắn cự ly với đối phương nên khả năng phòng thủ sẽ giúp chúng ta không gục ngã quá sớm nếu bị đối phương tấn công. Hãy thử bộ trang bị dây pháp sư, cốc quỷ Aten, gậy đầu lâu, đồng hồ cát, mũ phù thủy Rabadon và cuối cùng là trượng hư vô. Đừng quên cắn cho mình một bình thuốc khai sáng để có 34% giảm thời gian hồi chiều. Khi đối đầu với Gragas, lựa chọn những vị tướng có khả năng dồn sát thương hoặc đẩy đường nhanh. Gragas có thể phục hồi với giờ khuyến mãi nên việc dây dưa đánh nhau với hắn là một điều hoàn toàn không nên. Hãy thử Khazix, Morgana, Zed hoặc đưa ra lựa chọn của chính bạn. Các bạn vừa theo dõi chuyên mục tiêu điểm tướng của Liên minh Huyền Thoại với sự góp mặt của Gragas, gã bợm rượu. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.